Subaru Outback 2023 vừa ra mắt, được nâng cấp trang bị về an toàn. Subaru Outback phiên bản nâng cấp 2023 ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế New York, NEAS, năm 2022 được cập nhật về kiểu dáng và trang bị. Subaru Outback 2023 được cập nhật về kiểu dáng, với mặt trước mới đi kèm lưới tản nhiệt nổi bật hơn, mở rộng hơn kéo sát tới khu vực đèn pha cùng đèn sương mù mới nằm hai góc. Cản trước được thiết kế mới với những đường gấp khúc sắc nét, thể thao và ốp thân xe được sơn màu đen. Ngoài ra, tấm ốp vòm bánh xe cũng được mở rộng tăng thêm vẻ cứng cáp cho chiếc xe và tăng khả năng bảo vệ, cũng như vận hành off-road cho xe. Về trang bị, tất cả các phiên bản Outback 2023 đều đạt tiêu chuẩn với bộ hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe EyeSight của Subaru, hiện hoạt động trơn tru hơn trong nhiều điều kiện khác nhau. Những cải tiến này là kết quả của phần mềm điều khiển được cập nhật và bổ sung bộ trợ lực phanh điện tử. Ngoài ra, trên phiên bản tua dinh cấp cao nhất còn được trang bị camera đơn góc rộng hoạt động với hệ thống camera kép EyeSight. Subaru cho biết camera này giúp mở rộng phạm vi quan sát để đảm bảo không có xe trên người đi đường nào lọt vào góc chết hệ thống. Phiên bản tua dinh cũng có gương chiếu hậu kỹ thuật số tự động làm mờ, la bàn và home link. Ngoài ra, công nghệ đánh lái khẩn cấp tự động này cũng có mặt trên mọi cấu hình, có cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo va chạm ngang phía sau. Chức năng mới hoạt động cùng với hệ thống phanh trước va chạm để giúp tránh va chạm ở tốc độ dưới 80 km/h. Hệ thống thông tin giải trí Starlink cập nhật lên bản mới nhất là nền tảng phần mềm cho màn dọc 11,6 inch tại trung tâm tablo. Công nghệ bản đồ Watt 3 Watt giống Lamborghini có ôn tách xuất hiện cho phép người dùng sử dụng trên nhận diện các khu vực chính xác trên bản đồ bằng 3 cụm từ ngẫu nhiên. Về chuyển động, xe trang bị động cơ xăng FA24 F2.4 lít tăng áp 4 xi lanh cho công suất 260 mã lực và mô men xoắn 376 Newton. Ngoài ra còn có động cơ không tăng áp FB25DI 2.5 lít 4 xi lanh cho công suất 182 mã lực và 239 Newton. Tất cả các mẫu Outback đều có hộp số vô cấp Linear Channel CVT với 8 tỷ số ảo và lẫy chuyển số cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.